Đây là diễn biến sẽ xảy ra nếu mà phe bị xử tử. Thật không ngờ, chúng ta đã bắt được vào phe mũ rơm. Bạn chưa biết thì kế, nhược điểm của hắn. Đừng hòng, mọi người sẽ tới cứu ta. Để ta xem có những ai nào. Hà hà, thưa thủy sư, có một hạm đội rất đông đang kéo đến ạ. Được, ta sẽ ra xem. Ta đến cứu con đây, Hoffey. Kẻ nào dám đụng vào em trai ta sẽ phải nhận cái kết nặng. Nếu anh Hoffey có chuyện gì thì chị mày sẽ san phẳng cái tổng bộ này luôn. Chú nào thử động vào thằng đệ của ta xem. Nghe nói có thằng nào bắt nạt cháu, ta tới cứu ngay đây. Bố già, chờ tội con nhé. Giờ tính sao ạ? Thôi đầu hàng luôn đi. Binh lực tổng bộ nhân lên 2 lần cũng chả thắng ở đâu. Đây là diễn biến sẽ xảy ra nếu mà phi bị xử tử. Phần 2, vợ phi vũ gơm đã tới điều hành quyết người rồi. Hả? Cái gì đằng kia vậy? Một hạm đội hải tặc sao? Dù cả thế giới chống lại thuyền thường thì bọn tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu. Dragon, ông đi đâu vậy? Tao sẽ về phe mọi xí, vì ta không muốn nhìn thấy đứa cháu thứ hai của mình chết đâu. Ta cũng đã quá chán với chính phủ các người, nên ta sẽ đứng về phe ông. Dragon, lần nghĩa của tại hạ với mũ rơm tượng trời cao biển rộng, nên bọn tôi sẽ cứu cậu để đền lần đáp nghĩa. Tôi nhất định sẽ cứu thằng bé. Nên cậu cứ yên tâm, tôi tới cứu cậu đây, mũ rơm. Làm sao ta có thể ngồi tên khi thấy cậu bị bắt chứ? Đúng vậy. Hỡi các bạn hải vương, xin hãy cứu anh Vô Phế. Tôn lệnh. Vương quốc sao mà sẽ hết mình cứu cậu, Vô Phế. Tên kia còn chưa thả vào phi ra hả? Dạ vâng, em làm ngay ạ.